Hôm nay là show nít 150 thì của em trai. Em trai đến từ đâu em trai? Đồng Tháp hả? Vậy là chạy từ Đồng Tháp chạy lên hả? À, rồi bây giờ là sẽ tiến hành là ấp cấu hình nhẹ nhàng, bền bỉ, mượt mà cho em trai thôi. Các bạn cùng đón xem. Chào các bạn, rất lâu rồi các bạn chưa thấy em review lại gói bô xăng lửa cho Sonic 150. Là một cái bài chạy mượt, nhẹ, bền, không hại máy, không ảnh hưởng tới động cơ, không độ chế nhiều. Tất cả hiện tại những cái gì các bạn mua trong năm 2024 này đã được cải thiện hóa rất nhiều lần. Đó, thì đầu tiên á là làm bô xăng lửa nó sẽ hai khía cạnh. Một là các bạn có làm cái nồi hay không, và hai là các bạn không làm cái nồi. Đó, bởi vì bô xăng lửa hoàn toàn là cái từ ba cái chữ của nó thể hiện lên là bô xăng lửa, thì dĩ nhiên không liên quan tới cái nồi. Nhưng mà cái nồi bấm là bay, bún là đi, đó là qua vô số là xốp sợi sơn ở đây là sẽ giúp xe các bạn cải thiện hơn, mượt mà hơn và tăng độ mạnh mẽ. Thì cái đó là gì? Là cái đó là cái bộ nồi Uma em đang cầm trên tay của em, là bộ nồi Uma Hyper Clutch vừa đi vừa lết. Nếu mà đá là lộn mèo luôn. Đó, thì cái bộ nồi này là chính hãng Malaysia. Đó là của Uma Racing nha các bạn. Thì cái bộ nồi này nó sẽ gồm là hai mặt nhôm nồi, nắp ba lỗ và năm cái lò xo. Anh em nào mà bóp vú mạnh được thì nói em đi năm lò xo độ Uma. Anh em nào mà bóp vú nhẹ thì nói em đi năm lò xo Vinh. Nặng cũng được, nhẹ cũng được, bóp đâu cũng được, nhưng mà đừng có bóp tầm bậy tầm bạ là được. Rồi, xong là một. Là đó là về phần bộ nồi. Thì đối với cái xe này các bạn đang thấy ở đây á là xe mới 2000 cây. Đó, camera quay từ trên đây quay xuống. Xe này là mới 2000 cây thôi nha các bạn. Đó. Thì ở đây á là em sẽ giữ sử dụng lại là lá bố của chủ xe. Và khi sử dụng lá bố chủ xe là nhớ kiểm tra thử có cong có vên gì không nha, chứ vô là nó rung 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 nhảy sên. Cái nồi Sonic cực kỳ khó làm. Và các bạn lưu ý giùm em á là cái nồi Sonic em làm không có con gần được như Exeter, mà em làm là bắt buộc con xa. Là một. Đó. Và khi mà thay cái này á, sử dụng mặt nhôm Uma thì em sẽ sử dụng lại là bốn lá sắt khác để mà thay thế vô, chứ không phải là bốn lá sắt hãng nha, để em chủ động em canh được cái nồi theo ý của em. Đó, rồi. Tiếp đó đó là đây, là đây là combo và phần nồi. Là các bạn sẽ thấy là nồi Uma. Tem 7 màu chống hàng giả Uma nè các bạn. Vừa đi vừa lết. Rồi. Hyper Clutch nè. 5 là xo, Vinh nó là 4 là xo thôi các bạn. Đây. Vinh là 4 cái. Mình thấy nồi Uma này vô là 5 cái. Rồi. Tất cả những chi tiết trên xe nè, một cái xe mới luôn, các bạn thấy cái lượt nhớ là vẫn dơ. Thì khi em mở ra, em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại ban đầu cho các bạn. Còn về vấn đề mà nếu mà mở ra có vô tình rách cái ron thì tính tiền vẫn ron, không rách cái ron thì không tính tiền. Ron sử dụng lại là đúng ron K56 Sonic nhập khẩu. Rồi, chứ không phải là ron lô. Là một. Thì cái phần này là ngoài lề. Thì bây giờ nói vô vấn đề là bô, xăng, lửa. Bô đây là chủ xe sẽ sử dụng một cái lon bô CBR chính hãng của Honda Thái Lan nha các bạn. Đó. Thì lon bô này các bạn muốn gắn được cho Sonic thì các bạn phải cần cái gì? Đầu tiên là em sẽ cho các bạn coi là một cái kiếm trước, cái đã lâu rồi các bạn chưa thấy được cái kiếm này. Đây là lon bô CBR, nó vẫn là bô 2543 nha fan. Đó. Mà nó ghi là CBR 150R luôn nè. Đó là bô chính hãng đó, chứ không phải là bô pha ke nha. Có nhiều anh em chơi bô pha ke, anh em làm tưởng trên thị trường lắm là không đúng. Rồi, quay kiếm trước đi. Thì để gắn được cái bô này vô xe Sonic các bạn cần gì? Các bạn cần một cái adapter. Đó. Rồi, các bạn thích đi cổ gì? Các bạn thích đi cổ Titan, các bạn chơi cổ Titan. Đó, các bạn thấy vân rồng, vân cá, đồ gì, dãy rồng, dãy cá chép, rồi tùm lum tùm lao. Đó, thì muốn dãy con rồng, nó gắn dãy con rồng. Nó muốn gắn dãy cá chép thì gắn dãy cá chép. Mà muốn đi cổ bô inox thì cứ nói đi cổ bô inox. Đó. Còn xe nào mà có cục bơ su là phải có cục này, là cục này là gì? Là cục sensor. Cục sensor này là gì? Để gắn vô cái bô, canh chỉnh được xăng gió, chỉnh ít xăng nhiều xăng, thêm gió bớt gió cho nó nhẹ nó mượt, là xong phần cái bô. Bô gồm cái gì? Một là cổ bô, hai là adapter, ba là lon bô, và bốn là sensor, là bốn phần. Và không phải mua về loot and lay, mà mua về nếu mà gắn đẹp đúng form đúng chuẩn là đem ra cái người thợ làm bô nói anh nè, quýnh 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 lên cái đít lên chút nè, chỉ vô mặt à, dần đèn xanh đỏ nó pha vô mặt ta nè, còn anh lịch sự nè, quýnh cái bô cho nó thấp thấp xuống một chút nè, dần xanh đỏ nó không chỉ vô mặt ta nè,
chứ đâu có phải đơn giản là mua đồ xịn xong về ráp vô là lấy. Không hề có điện đó. Tất cả những cái gì các bạn mua là phải có sự khéo léo của người thợ, người ta tiến hành ráp lên. Còn nếu mình ở nhà mà mình ráp thì sao, mình ở nhà ráp hư mình bỏ tiền ra mình đền mua cái khác, mình đóng tiền ngu. Đó là bô xong rồi đúng không? Xăng là cái gì? Ống xăng móc có xăng CNC và lọc gió KN1280. Đó. Rồi. Lọc gió này là dập gió nhập Mỹ nè. Mà Mỹ tho đó các bạn. Chính hãng. Thì nó sẽ gồm là Mỹ tho nó có bịch zip vậy chứ còn Mỹ mà Mỹ xịn nó đâu có bịch zip gì đâu bảo. Đó Mỹ tho nó có bịch zip này. Nói với các bạn anh em nào chơi nhìn là tự biết. Đó rồi, KN nè là tặng cho ông Tem. Tem này là chà, xe này mà Sonic trắng đỏ nó dán Tem này lên hơi hợp nha. Bô nè, xăng nè, lửa nè. Giờ xăng trước là gì, gồm là một cái lọc gió KN Mỹ là xịn nè. Rồi, có xăng CNC nè. Hồng xăng móc đổi bù nè, là này là sẽ móc sẵn một hồng xăng Sonic tới là đổi trong vòng 15 phút là có nè. Đó, còn ai muốn gắn trên xe luôn để xe lại 2 ngày chờ móc hồng xăng mới có nè. Rồi sao cũng được hết á. Làm hài lòng khách hàng cũng có, lấy tình cảm anh em cũng có, mà bán đứt tình cảm anh em luôn cũng có, muốn sao cũng có, làm mình làm ấy cũng có luôn nha các bạn nha. Là xăng gió có CNC là combo bất tử và quyền thoại của em, tay con điển là sáng chế ra cái airflow hút gì đó, vô tình là tăng lưu lượng khí nạp gì cho Sonic Winner đó, tao là người đầu tiên đó nha mày. Rồi. Xong đúng không? Tới lửa nè, lửa là hai phần. Muốn dịu nhẹ thì vô cục môn Minh Trường Take. Muốn mạnh mẽ thì xài MD. Và sau này có rất nhiều thương hiệu trên thị trường, anh em lựa chọn, anh em thích mô bin nào anh em gắn mô bin đó. Em thì hồi đó giờ là không có quảng cáo PR cho ai hết, bởi vì mấy anh này nó tuốt bên Nhật, em với nó là em nói tiếng Việt, nó nói tiếng Nhật mạnh nào đó hiểu, cho nên là không có liên quan, không PR. Rồi, em xài mô bin Take, cái thứ hai nữa là Aracer. Thì các bạn vẫn thấy là em xài mô bin Redleo có nè, ATE có nè, thì tùy túi tiền khách hàng. À, và khi mà các bạn mua cục mà Mini X này á thì nó sẽ là tốn tiền là mua cục IC và phải tốn tiền mua phần mềm. Bởi vì sao? Các bạn thấy mà những cái app mà trên điện thoại á, app nào mà xịn á là phải mua bằng tiền. Thì cái này cũng vậy. Rồi cái cục này nè, các bạn phải mua bằng tiền. Cái cục IC là một mà các bạn phải chi tiền ra để mua những cái app cơ bản, ví dụ như là mua chỉnh xăng, chỉnh lửa, với lại gì nữa quên rồi, mua 5 cái lần các bạn là ok cho cục này. Đó, vậy là mô bin là Take, ESU là sử dụng Aracer. Còn các bạn nào mà sinh viên là giật xuống một cái, một là quýnh BDT, ATE hay là Redleo hay gì đó là nó giật nửa số tiền xuống rồi. Nói chung là tùy khách hàng lựa chọn. Rồi bây giờ em tiến hành em set up lên, em set up lên xong rồi em quay bậy bạ cho các bạn coi, cho dân chúng rồi chữ chơi vui. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn. Thì trong quá trình làm Sonic á, em muốn quay cho các bạn luôn là xe Winner ha. Thì Winner chủ xe chạy trên 100.000 cây. Có ghế thay sinh cam. Đó. Là nếu mà anh em không làm gì hết vô thay sinh cam không em vẫn nhận ha. Hay là sinh cam là một, còn ai muốn canh đồng tiền em cũng có canh đồng tiền. Đó. Rồi vừa thay sinh cam vừa canh đồng tiền em cũng có làm. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dành mấy chục giây quảng cáo vậy á. Kiểm tra cùng em nha. Có xăng CNC. Hồng xăng móc đổi bù. Ưu điểm là gây kháng hồng xăng móc này vô không bị nặng dây ga như những cái hồng xăng đồ chơi. Siêu nhẹ. Mô bin sườn Takegawa, Hiroshima, Maya, Oyawa, ngủ một đêm là tốn 1.000. Đó, rồi. Lật cái hộp OE này lên. Như zin 100%, không vô bụi bẩn, thấm hút nhanh, lọc gió tốt, siêu thấm. Có loại ban đêm nữa. Rồi, như zin. Cho các khán giả xem full set bô Titanium CBR 150 made in Thái Lan. Đó. Rồi bắt đầu là phải cúi xuống rồi luôn nha. Đã bắt đầu để ăn chi cúi xuống là đã thấy là không cạ cần thắng. Đạp thắng là không cạ nè. Không cạ gác chân. Có khoảng hở tốt, vị trí tốt. Những cái này rất quan trọng nha. Rồi gá cái bẩn vô á. Còn sửa có thử có đụng cái bẩn hay không nữa nha các bạn. Thì ở đây nè, các bạn thấy là em sẽ sửa hết. Bởi vì cái cổ Titan á, đầu tiên là em sửa móc là sao được nè. Cổ Titan nó sản xuất ra không phải là để gắn cho Longbow CBR, cho nên nó sẽ khác vị trí này là một. Em sửa này lại để cho nó ôm vô đây hết là hai, mà không sửa, không đụng bắp, không đụng bắp heo dầu luôn ha. Rồi. Bắt đầu quay từ sau quay tới nè, các bạn sẽ thấy là cái bô không đụng gấp. À tại sao nói ví dụ cái bô không đụng gấp là phải am hiểu rõ về những cái dòng này nha.
Bởi vì cái bô này nè các bạn, cái gắp của xe Sonic và xe Winner nó có một cái bát này nè. Đó, như các bạn đang thấy em ngay chỉ á, là nó sẽ đưa ra. Nhiều anh mà bắt sai á, nó đụng vô đó rất khó chịu nha các bạn. Cho nên gắn cái bô là khó chịu nhất cho dòng Winner Sonic 150, bắt cho đúng bát nằm trong hay nằm ngoài. Vô á, đừng bao giờ nó mua cái cổ và cái lon bô về là lụm. Đó, các bạn thấy cái form rất là đẹp không, là phải sửa lại, sửa cả ngày. Bây giờ là 40 triệu rồi, bắt đầu mới đi là kiểm tra xăng gió, setup xăng gió lại cho chiếc xe này. Đây, em quay thêm cho các bạn một chi tiết đẹp nữa nè. Là nhông sơn diện. Rồi. Sơn đê đê vàng 9 ly. Dĩa em red. Nhông tải trước là red to hoặc là đê đê gì đó, tùy thích mua nào mua đó. Anh em nào mà thích nhông tải trước, em red nói em báo giá luôn, phù hợp thì chơi. Sensor nè, các bạn thấy sensor đẹp dễ thương không? Cổ bô quá tới tay mà. Combo này là các bạn nhớ là Sonic mà làm bô xăng lửa hay gì mà hết ba mấy cũng khoai mà đình đám 5-6 năm trước không? Tới giờ chủ xe vẫn còn sửa, vẫn còn đi, cái xe nó chưa bao giờ bị gì luôn. Rất VIP, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh em xong hoàn thiện 100%. Đụng là nổ. Thì em trai chủ xe á có hỏi em á là ủn tay cái tiền mua phần mềm á là tiền gì. Thì khi các bạn sử dụng cục Osu Resist á, như hồi nãy em giải thích với các bạn á, là cái tiền mua phần mềm là các bạn phải mua từng phần. Ví dụ các bạn muốn chỉnh xăng thì mua xăng, chỉnh lửa thì mua lửa, chỉnh kim phun á, chỉnh nhịp kim á thì là mua đó. Rồi. Đây là tiếng bô cho các bạn tham khảo không? Cái bô CBR này nó là đình đám một thời, các bạn nó nổ ngay chắc nịch à, rất là hay. Rồi, em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì anh em nào mà muốn giống như là xe chạy nhẹ nhàng mịn màng hơn có thể kiếm em, nhất là Winner Sonic đây rồi. Cảm ơn các bạn. Còn tiếng bô đồ vậy vừa không? Vừa. Không, cái đó anh phải để đúng rồi, để anh thiết kế cho, để anh bảo nó uống cho nó uống chuyên nghiệp lắm. Xăng cộ đồ của anh còn không? Còn. Chạy nhẹ nhàng rồi giờ. À, giờ đâu? Giờ anh chạy về bên